Nội dung của phim Hiệp đảo Song Hùng xoay quanh một cô gái trẻ tên là Lây Lai, Sang Chung Lệ Đề, vốn là một nghệ sĩ. Vì những vấn đề về tinh thần từ thời thơ ấu của cô khi cô luôn bị ám ảnh sau khi nhìn thấy vụ giết người tàn bạo của bố mẹ cô. Tuy nhiên trước đó Lai, Sang đã phải chịu một khoản tiền khổng lồ trong một trò chơi bài xì phe từ một tay anh chị xã hội đen, sau đó còn khiến cho ông ta bị đau tim. Theo ý của mình, ông nói rằng con trai của mình là trả thù bằng cách giết cô bằng súng. Lít Tờ Xích là một đứa con trai bướng bỉnh, không quan tâm đến súng hay bạo lực. Nhưng kể từ khi anh ta được anh ta dạy kèm bởi một khẩu súng, tất nhiên sau đó đã bị yêu mục tiêu của mình bởi cô nàng quá xinh đẹp và quyến rũ. Vậy anh ta sẽ làm gì khi anh ta cần giết cô trong khi cô ta đang bị bọn cướp của Duê, Trung đang quyết tâm truy đuổi đến cùng. No.